Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Nóng, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin về vụ việc liên quan đến Phương Hằng và Cục lãnh sự. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 4 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc về bà Nguyễn Phương Hằng và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Về vụ Việt Á, theo Trung tướng Tô Ân Sô, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các bạn chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo. Vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này. Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan để điều tra, Trung tướng Tô Ân Sô nói. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan ban ngành của cả trung ương và địa phương. Đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài, các đối tượng đối phó rất quyết liệt, khiến cơ quan điều tra tốn thời gian trong công tác điều tra xác minh vụ việc. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra hoặc nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc. Thời gian tới sẽ có những bước đột phá mới trong vụ án này. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ sớm thông tin cho báo chí, Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định. Về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân được quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, hơn một năm nay, bà Nguyễn Phương Hằng được báo chí, dư luận xã hội, cộng đồng mạng quan tâm bàn tán về vụ việc. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác. Nhà báo Hàn Ni mỉa mai bà Hằng là danh con chưa học hết lớp 3, cứ giỏi đến đây công an công cổ cho đi bóc lịch. Kính thưa quý vị, khi hay tin bà Phương Hằng đòi gặp mặt, nhà báo Hàn Ni đã có những chia sẻ trên trang cá nhân để phản hồi. Theo đó, nhà báo khẳng định không tiếp và sẽ nhờ công an can thiệp. Tự dưng quá nhiều người gửi tôi bài viết chị hề đón CCB nào đó mà đòi đến gặp tôi. Chị hù đến chi để nhiều người gọi tôi kêu chị cho lịch để họ đến đón tiếp kìa. Chị ma mị giờ ai tin nữa, nghe nói Hoàng Kim Dung cũng đòi bay vô. Cô ấy mà gọi đúng nghề nghiệp cũ, khu tôi rộng, chị thì chân vòng kiềng chạy không kịp đâu. CCB của Hề là ai? Sao thấy hình chứng minh nhân dân ghi cụ ở quận Tân Phú mà? Mà Hề nghĩ CCB là người có đặc quyền muốn gặp ai cũng được à? Ai cũng là công dân thôi, kể cả Hề, muốn gặp tôi phải xin phép đàng hoàng. Vui vui thì tôi chưa cho gặp, không vui thì chơi với bít bùn nhà. Trước nhà tôi có sân rộng lắm, cứ tụ tập thử độ kiên nhẫn của công an đi. Tôi chỉ hứa là sẽ mở nhạc, ngồi ở đây uống vang nè. Danh nhân gì? Lớp 3 đã đành, viết sai chính tả, đã vậy còn mày tao suốt, mệt quá quý vị ơi. Nhà báo Hàn Ni viết, trước đó bà Ni gửi đơn tố giác bà Hằng về vu khống người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trao đổi với giới tuổi trẻ online, bà Ni cho biết sáng ngày 15 tháng 10, bà đã đến công an tỉnh Bình Dương làm việc theo giấy mời. Tại buổi làm việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác minh nội dung tố cáo, lấy lời khai ban đầu. Đồng thời bà Hàn Ni đã cung cấp thêm nhiều tài liệu điện tử là các video livestream của bà Hằng. Ngoài ra bà Ni cho biết cũng yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp bảo vệ an toàn cho sức khỏe, tính mạng đối với người tố giác vì trong các buổi livestream bà Hằng có lời lẽ dọa bà. Bà Ni cho hay buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, khách quan, kiểu mẫu, được ghi âm, ghi hình. Tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi livestream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ, bà Ni nói. Gần đây, bà Đặng Thị Hàn Ni thường được nhắc đến trong các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, bà Phương Hằng cáo buộc bà Ni tống tiền doanh nghiệp, nói xấu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, bảo vệ ông Tất Thành Cang. Nóng, bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Kính thưa quý vị, tối ngày 5 tháng 4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soli, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, ông Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Sole, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Phùng Thế Tính, Nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên. Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản. Tiếp tục bắt Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Trịnh Thị Thúy Nga, em gái Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vì đã giúp ông này thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Ngày 2 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS với vai trò đồng phạm, giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, thao túng thị trường chứng khoán và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga. Ngày 4 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng đối với Trịnh Thị Minh Huế. Tiếp đến, ngày 5 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng đối với Trịnh Thị Thúy Nga theo quy định của pháp luật.